Rồi, hello anh em nha. Lên cho anh em cái bình xăng Kenhin Sa Băng đích dài trái ga 22. Mình bình này mình ghi mã A. Mình bán giá 3,6 triệu nha anh em. Đó, tình trạng là bình tháo xe nước ngoài về chưa vô xăng tại Việt Nam, rất là đẹp. Đó. Da láng xanh ha, trái ga thì và nè anh em. Ken xà ben không xước không lém nha. Đó, không xước không xước không lém gì hết nha anh em. Trái ga ken xà ben như mới luôn. Đây. Trái ga. Nguyên zin nha anh em. Tháo xe kho nước ngoài về. Còn bình xăng nè. Đó. Đẹp ken xà ben. Bình là bình e tai nha anh em. E tai hai lỗ mũi là hai bên nè. À. Thì cái bình này bán giá là 3,6 triệu nha. Anh em về lên xe canh chỉnh bét để phù hợp với xe mình là chơi thôi nha anh em. Đó, chắc bình là siêu đẹp luôn. Mình bán chỉ 3,6 triệu bình này thôi. Đây, bung cái đít chồng cho anh em xem. Bên trong là siêu đẹp luôn nè. Đó. Rồi, anh em cần xài alo mình 3,6 triệu nha.